Em à, em có thể không theo đạo Phật, cũng có thể không theo đạo Thiên Chúa, nhưng nhất định em phải theo đạo Hàm. Em là ai từ đâu có nhớ công thức đạo Hàm không em? Em là ai hao xong vẫn cứ hay quên chẳng thể yên tâm? Đạo Hàm là chi? Hàm xô thêm dấu vầy, đa thức căn phân thức, lượng giác ngũ lô ga. Đạo Hàm tông hiệu thì bằng tông hiệu các đạo Hàm em ơi. Đạo Hàm cá nhân u thì kể cả đạo Hàm chi u thôi. Tích u cả về đạo Hàm từng cái một, đạo Hàm thường cũng thế, bình phương về thêm âm. Đạo Hàm xin bằng cô xin, đạo Hàm cốt bằng chủ cố xin, còn đạo Hàm của tan chỉ cần lấy một trên bình phương cốt thôi. Đạo Hàm lên một trên u rồi nhân với đạo Hàm của u, đạo Hàm u thì sao thì viết nó lại thôi, nhân lên lấy xong là vừa. Đạo ích mũ nở đi nở bay xuống ngay, rồi mũ giáp một đi là được ngay thôi. Căn ích đạo Hàm xong, căn ích xuống mẫu luôn, kèm nhân với cả hai từ một nghe khác.